quý vị. Cảm ơn quý vị đã tham gia và theo dõi những video trực tiếp của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang được quay video này ở tại văn phòng Viking Travel Hà Nội, và chúng tôi đang trong một cái tháng rất là quan trọng của Viking Travel. Chúng tôi đang kỷ niệm 7 năm ngày thành lập công ty, từ ngày 9 tháng 11 năm 2018. Và trong chương trình này thì Viking Travel muốn gửi tới lời tri ân tới tất cả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ Viking Travel. Trong chương trình này tôi cũng có rất nhiều phần quà để gửi tặng cho khách hàng, và đặc biệt có những chương trình giảm giá rất là lớn. Trên tay tôi hiện tại đang cầm cái phần quà mà chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị, đó là cái mũ bảo hiểm thương hiệu Viking Travel. Hy vọng là sẽ giúp bảo vệ quý vị có dấu QR đảm bảo an toàn đó. Thì đây là một cái mũ bảo hiểm chúng tôi thiết kế để dành tặng riêng cho quý vị. Đây chỉ là một phần quà rất nhỏ trong số rất nhiều phần quà mà chúng tôi đang muốn giới thiệu, muốn dành gửi tặng cho quý vị sau đây. Xin mời hướng lên màn hình. Đây là cái chương trình mà nhân dịp sinh nhật thì chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị. Tiếp theo ở đây chúng tôi sẽ muốn nói đến những cái phần quà của chúng tôi, tổng trị giá giải thưởng của ngày hôm nay trị giá tới 660 triệu đồng. Đó là những cái gì? Trước khi mà đến phần giải thưởng, chúng tôi muốn tóm tắt qua cái nội dung chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Bởi vì tôi biết là thời gian của quý vị rất là quý giá, nên chúng tôi chỉ xin phép trình bày đây khoảng 10-15 phút thôi. Nội dung này chúng tôi có 4 phần: giới thiệu về cơ cấu giải thưởng, thứ hai là giới thiệu về đơn vị tổ chức, thứ ba là về lịch trình các cái tour mà chúng ta đang có khởi hành cho dịp Tết sắp tới, và thứ tư là cách thức để đăng ký nhận phần quà này. Và trong quá trình mà xem video này thì chị nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào thì đặt câu hỏi ngay dưới video này, chúng tôi sẽ bố trí, sẽ sắp xếp nhân viên để trả lời các anh chị. Rất nhiều phần quà chiên khách hàng trị giá 660 triệu đồng, đó là một chuyến du lịch Singapore Malaysia miễn phí trị giá 12 triệu đồng. Cộng ở đây có nghĩa là lúc đó giá vé có thể tăng hơn lên 13, 14, 15 triệu, chúng tôi vẫn sẽ miễn phí cho quý vị. Voucher du lịch giảm giá 5 triệu đồng. Tiếp theo là 10 mũ bảo hiểm trị giá 2.200.000 đồng. Cái mũ bảo hiểm tôi vừa mới cho anh xem trị giá 220.000 một mũ này. Thật ra giá ở thị trường bây giờ là hơn 400.000 cơ, nhưng mà chúng tôi tự sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Việt Kinh, cho nên là cũng có thể là có cái giá ưu đãi hơn giá gốc, giá xỉ rồi. 15 voucher giảm giá trị giá 7.500.000 đồng, tặng 40% gói bảo hiểm Daiichi Life năm đầu tiên. Và mỗi một cái gói bảo hiểm này có thể lên tới 21.310.000 đồng cho một người. Và hãy chờ đến cuối chương trình nhé để nhận cái phần quà này. Đây là một số cái thông tin tôi muốn giới thiệu qua về đơn vị tổ chức chúng tôi là Viking Travel, là một đơn vị được thành lập làm thành viên của tập đoàn VinFast, thành lập từ năm 9 tháng 11 năm 2011, đến nay 7 năm và bước sang năm thứ 8 hoạt động rồi. Có giấy phép nghề quốc tế được cấp bởi Tổng cục Du lịch. Tiếp nữa thì tôi xin phép giới thiệu cái văn phòng của tôi có ở nhiều nơi trong nước và quốc tế. Đây là văn phòng ở Singapore, số 150 đường Ho Chi Minh Road, ngay khu phố sầm uất nhất Singapore. Văn phòng Hà Nội, tôi nơi đang quay video này, liền kề 142 Văn Khê, Hà Đông. Văn phòng Hồ Chí Minh, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường La Cao, quận Nhâm, quận Nhất. Văn phòng ở Yên Bái, khách sạn Phương Thúy, tổ 12, phường Yên Thịnh. Các cái tour mà tôi đang tổ chức rất là mạnh, đó tour Sing Ma Indo, tức là Singapore Malay, hoặc Singapore Malay Indo, tour đi hai nước hoặc ba nước, hoặc tour đi Singapore. Thì tháng cao điểm Việt Kinh có thể đạt tới 1.500 khách hàng, tương đương khoảng 50 đoàn một tháng. Tháng thấp điểm chúng tôi có khoảng 250 khách sinh mã, tương đương khoảng 10 đoàn một tháng. Còn tour Dubai thì cũng mới hot trong năm vừa qua, thì chúng tôi cũng đạt khoảng 50-80 khách, khoảng từ 2-3 đoàn trong một tháng. Tour Hàn Quốc trung bình khoảng 2 đoàn một tháng. Tour Nhật Bản thì cũng khoảng 1 đoàn một tháng trung bình quanh năm. Đó thì vì sao mà rất nhiều khách hàng lại lựa chọn Viking Travel? Đây là câu hỏi rất nhiều khách hàng đã đặt ra với chúng tôi. Và đây là một số nguyên nhân. Do tôi tận dụng tốt các nguồn lực nên là giá thành tôi rất là rẻ. Cái văn phòng tôi đang làm là văn phòng của nhà của giám đốc chi nhánh, tận dụng luôn đội ngũ công nhân viên thì tận dụng cái mảng gọi là marketing, internet marketing có cũ từ đầu. Dịch vụ thì đẳng cấp 4 sao mà khách sạn thì toàn tuyến, không có bên về có thể cam kết được chúng tôi. Tiếp đó nữa là đội ngũ tư vấn thì rất là nhiệt tình, đào tạo chuyên nghiệp thường xuyên, được đi trải nghiệm thực tế các tour rồi, chứ không phải nhiều đơn vị ấy, là CEO của nhà bán hàng hoàn toàn không biết về các cái tour.
đây tất cả theo đường thường đường đi trải nghiệm các tour này thường xuyên. Thế thì văn phòng của tôi thì cũng mọi nơi giống như là vừa mới chia sẻ, thì để hỗ trợ anh chị thuận tiện hơn. Các khoản phí rất rõ ràng và linh hoạt, giá thì đã chọn gói hết trong chương trình tour rồi. Nguyên nhân thứ sáu nữa, đây là đơn vị được tổng cục du lịch cấp giấy phép ngành quốc tế, và chúng tôi đăng ký với cục sở hữu trí tuệ để chứng nhận cái nhãn hiệu thương hiệu này. Dưới đây là một số hình ảnh tôi đã tổ chức, thật ra thì rất nhiều cũng không thể nào show hết từ ngay đây được. Đây trên màn hình đây là cái đoàn Hàn Quốc mới đi thăm thăm Hàn Quốc về. Đây là cái đoàn các vị đại biểu đến doanh nghiệp Việt Nam thăm đi hội nghị kết nối ASEAN 2010, hạng 375 khách. Đây là đoàn 500 khách đi tham quan sinh mã. Tiếp đó nữa, đây là đoàn An Ngự Len công ty đi bất động sản, 239 khách cũng vừa mới đi về xong thăm Singapore. Đây là đoàn các giáo viên trường Đại học Hùng Vương, các cô giáo này thì đang tham quan Malacca. Thì đây là trên hình ảnh là những cái áo mưa chúng tôi đang chuẩn bị cho khách. Thật ra những cái bộ thì chuẩn bị khách từ những nhỏ nhất mà tôi thật ra không thể nào mà show hết ra, chỉ hết ra cho anh chị được, và cứ đi thì mình sẽ dần dần sẽ thấy. Đây trên màn hình đây, mưa một chút những người có sẵn áo mưa cho khách hàng. Tiếp nữa thì là hình ảnh của các cái doanh nghiệp Việt Nam tới tham quan đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Người đứng ngay giữa tôi đây là ngài đại sứ Việt Nam tại Singapore. Đây là một bữa ăn tại Singapore, bữa ăn lẩu buffet Việt Nam ở nước ngoài đây, thịt thì lấy thoải mái luôn, rau cỏ thoải mái. Đây là một bữa lẩu được tổ chức bởi Vietting Travel. Đây là đoàn một đoàn khác đang tham quan tại phủ thủ tướng Malaysia. Tiếp nữa là cái lịch khởi hành, thì đây là cái lịch khởi hành chúng tôi có mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết, có tour sinh mã Eno, tour Dubai. Thì chi tiết thì xin liên hệ với chúng tôi sau. Thì còn giá thì chúng tôi có đây là giá dịp Tết, còn giá ngày thường thì 9 triệu rưỡi 10 triệu cũng đã đi được rồi. Đây là lịch khởi hành Hồ Chí Minh, xin mời anh em. Cũng có tour sinh mã Eno, chúng tôi có ngày mùng 2, mùng 3 Tết, mùng 4 Tết có cái giá ngay bên này. Thì trong chương trình ngày hôm nay, nếu chị đặt tour ngay ngày hôm nay thì chị sẽ nhận được những khuyến mại sau đây. Ngay bây giờ đặt tour ngay bây giờ thì có khuyến mại như thế này, được hưởng ngay 1,5 triệu giảm giá cho mỗi tour chúng tôi vừa mới nêu. Và lưu ý chỉ có 8 người đăng ký đầu tiên thì nhận được phần quà này, được không ạ? Tiếp theo sẽ được tham gia vào các chương trình nhận thưởng như nêu ở đầu cả, và có rất nhiều giải thưởng. Chúng tôi xin nhắc lại bao gồm là gì: một chuyến du lịch Singapore Malaysia 12 triệu trị giá 12 triệu đồng, voucher du lịch giảm giá 5 triệu đồng, 10 mũ bảo hiểm trị giá 2.200.000 đồng, 15 voucher du lịch trị giá 7.500.000 đồng, và chúng tôi tặng 40% gói bảo hiểm đại chi năm đầu tiên. Đó, số điện thoại liên hệ để nhận cái tư vấn về cái quà tặng này là 0931166222. Số điện thoại đặt tour thì chị có thể gọi Zalo 0938345222. Đó. Thì bây giờ là cái mã giảm giá, khi mà nhắn tới thì mình nhắn theo cái mã giảm giá này để người ta biết chúng ta đang theo dõi ở đây, được nhận mã giảm giá YouTube 1830W. Đó. Hay nhắn tin luôn bây giờ đi, cái số 0938345222. Nhắn luôn đi, bởi vì nếu mà chậm thì sợ là người khác người ta đăng ký mất, mình lại không được cái giảm giá này. Anh chị có nhu cầu làm luôn, đăng ký luôn đi ạ. Nhớ ghi mã YouTube 1830W để được giảm giá. Và nếu như mà anh chị đang băn khoăn là liệu bây giờ tôi chưa muốn đi tour mà sang năm tôi mới đi thì sao, thì cũng không sao cả. Cái voucher này có giảm, có thời hạn 3 năm liền, sang năm quyết định đi vẫn không sao cả, vô tư, được không? Nhưng mà cơ hội chỉ có duy nhất là hôm nay mà thôi. Cơ hội, xin nhắc lại với chị, cơ hội chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi, ngày mai quay lại không có nữa. Cho nên hôm nay đăng ký luôn, nhắn tin luôn lên số này, cái số đây này 0938345222, nhắn luôn để các bạn ấy lưu lại của mình là những người đầu tiên được nhận giải. Và bây giờ là lúc chúng tôi dành cái quà tặng cho quý vị, những người mà không đăng ký tour mà vẫn có thể nhận được quà tặng. Cách thức để nhận được quà như sau: hãy trả lời câu hỏi cho tôi, của chúng tôi tháng cao điểm Vietting Travel có bao nhiêu khách hàng đi Singapore, Malaysia, Indo. Đáp án A là 1.000, đáp án B 1.500 khách. Bước 1, comment bên phía dưới video này đáp án của bạn và dự đoán số người trả lời cho bạn. Ví dụ A 1.000, đây tôi ghi là 1.500, bạn ví dụ A là 1.000, cái số sau này ấy, là cái số khách, số người dự đoán. B 1.500, trong đó
D là đáp án bạn cho. 1.500 là số người bạn nghĩ sẽ có câu trả lời giống như bạn. Đó. Chú ý, một người có thể đăng ký, có thể comment nhiều lần, được dùng nhiều tài khoản để comment và đăng ký kênh. Đây, lưu ý cách đăng ký kênh này. Trong một cái video đang xem này thì bên dưới cuối có chữ đăng ký, anh chị nhấn vào chữ đăng ký này. Đó, có chữ đăng ký ở đây, nhấn vào đây. Đó, chứ còn tài khoản mà chưa đăng ký thì bên góc này nó có cái chỗ cái email thì đăng ký, đăng nhập email vào là ok. Tiếp theo, tôi nhắc lại đăng ký kênh và theo dõi kênh này. Theo dõi kết quả được công bố, chúng tôi sẽ công bố tại fanpage chính thức của Viet King Travel, facebook.com Viet King Travel vào lúc 20:05 ngày 20/11/2018. Thật ra để tìm Viet King Travel rất là dễ, chỉ cần vào Facebook gõ Viet King Travel là ra chúng tôi luôn. Chúng tôi sẽ tổng kết vào lúc, xin nhắc lại, 21:05 20/11/2018. Và giải đặc biệt sẽ gồm có người trả lời đầu tiên chính xác nhất 12 triệu đồng, giải nhì người trả lời thứ hai chính xác 5 triệu đồng từ voucher giảm giá và bạn tự sử dụng khi nào bạn muốn, với điều kiện lúc đấy tổ Viet King Travel đang có tour để tổ chức, được không ạ? Đang có tour để tổ chức và bạn cũng muốn đi thì chúng ta sẽ được giảm giá 5 triệu đồng. Tiếp theo, giải 15 giải nhì, 15 voucher du lịch trị giá 500.000 đồng một người, có du lịch voucher này rồi đi lúc nào cũng được, được giảm giá 500.000. 10 giải ba, mỗi giải này trị giá là một cái mũ bảo hiểm tôi vừa mới có ở đây tặng cho quý vị mang thương hiệu Viet King Travel, và đặc biệt tặng 30 suất bảo hiểm đây chị Lai. Viet King Travel sẽ giúp quý vị đóng cho mình 40% cái tiền bảo hiểm này, giúp bảo vệ sức khỏe và tài chính cho quý vị. Cho nên là ngay lập tức hãy đừng tham gia bình luận ngay dưới video này đi, để tôi có phần quà tặng cho quý vị bảo hiểm đăng ký cho mình luôn. Và mỗi suất này thì tối đa là 21.310.000 cho 30 người, tương đương với lại 639.300.000 cho 30 người này. Vậy là chúng tôi đã tổng kết xong 27 người may mắn nhận phần quà trên cộng với 30 người mà được tặng thêm sau này thì sẽ được công bố tại cái facebook.com Viet King Travel, trang fanpage chính thức của Viet King, vào lúc 21:05 ngày 20/11/2018. Và hãy nhớ dõi theo nhé để biết. Và bây giờ thì anh chị còn chần chừ gì nữa, ngay lập tức hãy gọi điện đến số 0938 345 222 để đăng ký tour luôn. Nhắn tin hoặc Zalo, gọi điện sợ bây giờ các bạn bận rồi, quá nhiều cuộc gọi đến, thì mình nhắn tin hoặc Zalo cho bạn đấy để lưu lại cái số này, đăng ký tour luôn bây giờ để được giảm giá. Cách đăng ký kênh của chúng tôi như sau, mình nhớ bấm vào nút đăng ký bên dưới này, và trước khi đấy thì mình có thể đăng ký email vào cái YouTube này trước, mình đăng ký kênh của chúng tôi. Phải đăng ký kênh thì mới được giảm giá và những cái phần quà tặng này nhé, anh chị nhớ nhé. Vừa rồi tôi đã trình bày hết cái chương trình giảm giá đặc biệt của Viet King Travel rồi, thì rất mong là chúng tôi sẽ có đã mang lại cái quãng thời gian hữu ích cho quý vị. Rất mong là tất cả mọi người đều có cơ hội nhận được phần quà mà tôi vừa mới nêu ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị buổi tối vui vẻ. Cảm ơn.